Kính chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay sẽ có một chuyến đi đặc biệt. Không phải review sản phẩm, review xe, review các thứ giống như mọi người hay làm, nhưng mà hôm nay sẽ review sầu riêng nướng. Bật mí ngay từ đầu nha, một món rất là đặc biệt và sẽ được làm ngay tại vườn. Hôm nay là mình bò lết lặn lội cũng vô được tới trong này rồi. Để quay một vòng cho các bạn xem là trong vườn mình nó sẽ quang cảnh như thế nào nha, vườn sầu riêng. Đây là con đường nó dẫn vào trong vườn. Và đây, cây sầu riêng đang có trái chuẩn bị thu hoạch. Rất nhiều trái nha. Thường là ở trong vườn người ta kết hợp trồng sầu riêng với lại đào các cái rãnh mương để trữ nước các bạn. Và sẽ nuôi cá ở dưới đó luôn. Vừa có cá đồng vừa có cá nuôi luôn. Khi mà thu hoạch sầu riêng mình sẽ bắt được cá luôn, cá dưới này nó rất là ngon. Đây là cái mương nước để dẫn nước từ cái hệ thống thủy lợi nội đồng á, từ con kinh lớn lớn ở ngoài kia. Nó sẽ dẫn mà theo kinh nhỏ này, con mương nhỏ này đi vô trong vườn để tưới tiêu cho các khu vườn ở trong này. Nước trên này đặc biệt nước ở khu vực quê mình rất là sạch nha. Có thể bạn rửa tay rửa mặt ở đây luôn cũng được. Nước nó chảy từ con kinh vào, nước rất là trong. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào trong nha, đi trong vườn. Trong đó nó có một cái chòi giống như cái dạng nhà tạm, nhà nhỏ các bạn, để người ta giữ vườn ở trong đó. Đây, hoa đồng cỏ nội nha. Đây là bông lục bình. Đẹp và ăn rất là ngon. Các bạn có thể ăn lẩu hoặc là ăn một vài món xào chẳng hạn. Đây. Ghê chưa? Có một cái thử thách cho các bạn là ngủ dưới gốc sầu riêng 24 giờ nha. Bạn nào có gan đảm tham gia không? Chỉ cần ngủ dưới đây thôi. Cũng tại vị trí này trong vòng 24 giờ. Đơn giản là chỉ cần đội nó bảo hiểm cho là ngủ được rồi. Không sao. Trước khi làm món sầu riêng nướng thì mình có làm xương xương mấy món phụ giống như cá lóc đồng nướng chui chẳng hạn, ăn chống đói. Đây là thằng chủ vườn nó đang rứt ruột đó. Không có trái nào à? Không biết là chạy cái nào nướng được nữa. Thì già ăn được là nướng được rồi. Già mà để từ cái mấy ngày trước. Ừ, cho nó nướng được, mấy cái cơm nó già là nó hộp nó đừng có bị lạc. Bây giờ theo chân thằng chủ vườn đi hái mấy trái đi vô làm món sầu riêng nướng. Nãy có nói với bạn là mình sẽ dẫn vô trong cái chòi nhưng mà chưa có vô chòi, xíu nữa mình vô sao. Giờ mình đi kiếm sầu riêng trước đã. Này là cũng cắt một vài lứa rồi, một vài đợt rồi. Trái nó cũng thưa bớt rồi. Ô, này là mập dữ. Ngon à. Tự nhiên lộn nướng, bình thường nướng tắt lửa vậy thì nướng luôn. Giống này là giống gì? Ri 6. Ồ, ngon. Được cả kia đó nữa. Đồng tiền nó đi liền với khúc ruột. Ruột đây. Kiếm cái trái nhỏ nhỏ thôi, trái bự quá nướng lâu chín lắm. Ở bên Thái Lan người ta lấy cái bình ga lớn dạng nấu ăn nhà, người ta khò thì người ta nhanh chín. Còn mình ở đây chỉ có lấy gốc cổ thụ và đốt cho mau chín thôi chứ trái này cũng bự quá trời. Quá trời bự rồi.
đây giống sầu riêng ri 6 nha các bạn. Cơm vàng hạt lép. Ăn được cơm nó ráo hơn mấy cái giống kia. Chung là nghe người ta nói vậy thôi chứ mình cũng không biết ri 6 hay là chuồng bò hay là cái nào của nó ngon như thế nào. Mình có sầu riêng ăn là mình thấy ngon rồi. Đồng ý không? Tại mình thấy người ta làm mình thấy cũng ngon ngon các bạn. Có lẽ là nó thơm nhưng mà mình chưa ăn lần nào, mình chưa biết. Bữa nay làm liều chơi luôn. Nhưng mà thường ấy, mấy cái mà thử nghiệm như thế này là phải vô kiếm thằng chủ vườn á, tại vì nó có nhiều sầu riêng nó thử, chứ mình mà mua có con trái về mình thử đau lắm. Kệ bọp là đều coi quất. Ừ. Ăn không được cũng ráng ăn cho không sao đâu. À, đừng thả nha mày. Ồ, dơ, dơ. Không ăn được hả? Mày cứ để nướng. Không có thơm. Bọn không, thường cưỡng một cái miếng trái như vậy nè. Bọn không thơm. Làm đại đi chứ. Không sao đâu, nướng không được thì ráng, ráng ăn được sao đâu. Sầu riêng mà dù cho nướng không có giống. Chung là nó không thành công cũng ăn được, không sao. Chung là cũng ra sầu riêng đúng không? Giờ mình chỉ đi vô trong để mình làm món sầu riêng nướng. Trong riêng quá trời. Ê, bao ăn sầu riêng chứ không bao ăn bao khía nha. Cộng 2.000 á. Mớ của ta 5 cộng là 2.000 à. Ừ. Bữa nãy giờ được mớ rồi nha. Đây có bỏ phân diêm rồi vô đây đứng bất bình tĩnh mày. Này là gì? Mày có tin là tao bứt cái gốc không? Xui mà. Xui. Xui nó hai cái gái mà trời. Xui lớn xui nhỏ. Xui xui chứ mày tưởng xui muốn làm gì làm vô bứt sạch của nó khóc. Không. Cái này là xui ui ui không phải là ui ui. Xui xẻo rồi. Bị xui xẻo. Gặp nó là chừng ăn sầu riêng đúng không? Ăn sầu riêng lên đầu. Gặp nó là xui xẻo. Tôi không mong gì hơn vậy đường dày. Kiếm cây còn không ra nó tới vườn. Chưa, nó trồng sầu riêng là được rồi á, chứ trồng vườn. Đây là cái bếp mình đang chuẩn bị để đốt sầu riêng. Bắt đầu khai quả. Mình ba bén rồi, nó bắt mồi các lửa. Cái này giờ nước ra thấy đã rồi đó nhưng mà không biết chút nữa ra sao đây. Đúng nắng 12 giờ trưa luôn. Trong lúc chờ sầu riêng chín thì mình làm tạm mấy món này. Cá lóc nướng, khoai lang nướng, cá biển nướng luôn, cọp nướng. Ăn kiểu này là một lát của ai nấy hửi nha. Thấy cũng nặng mùi lắm rồi đó. Nói bậy rồi, không được rồi nha. Quá trời thứ trong đó rồi đó. Không có kiểu nào mà một người mà thử hết được rồi. Thấy nhiều nghe. À, ngay trên đầu mình có cái này nãy giờ không đi. Đây. Đúng cây nhà lá vườn. Cây măng cục. Cây cục. Cục. Đúng rồi. Tiếc là bữa nay nó chưa có chín. Còn trái không thì chắc được 1/10 tạ. Đây là cái cây măng cục nha các bạn. Nhắc lại bạn nào mình chưa biết á, tại vì không phải bạn nào cũng có cơ hội mình đi vô trong vườn như thế này. Trái măng cục thì chắc mọi người ăn rồi đúng không? Nhưng mà cây măng cục thì không phải ai cũng biết. Cái xe kia nó đi tới đâu rồi kìa? Nó về ra rồi.
Đây, thành quả sắp xong rồi. Sắp có rồi. Nó cũng trái đen cứ chó rồi nhưng không biết ăn được không. mặt đó chưa đen. Cho nó đen đều hết đi. Đó. Nó không đen mà mình đen mẹ đâu. Nóng quá. 12 giờ trưa ra nướng sầu riêng ăn. Tự nhiên có mèn khủng. Ta ngồi trong mát, ta lấy bình ga, ta khò, ta có ăn liền. Mình đi nướng, đi đốt. Đó, trắng trắng xanh xanh, cho tròn xuống dưới. Sao? Nóng quá. Thải nước nó ớn. Quạt đi. Quạt nó ké luôn. Cháy hết cuốn này là chắc ăn được rồi đó. Ồ, trái này như cái đầu nó nước rồi. Nóng quá mà. Nước rồi. Rồi. Bây giờ đi vô thử. Kiểu này chắc cũng chưa cháy lắm đâu, nhưng mà thôi làm đại đi, chưa nắng quá. Lửa này lửa nè. Hả? Lửa này còn nè, ai biết. Rồi, ta tính sao? Rồi. Thơm không? Đồ ghê. Thơm là chính hả? Vô. Đó, sầu riêng nướng uống với bia nghe. Nào đi trước đó thua nghe. Tao nguyên tàu coi, thằng bánh nữa. Ui. Cắt nửa tàu. Khoai lang nướng rồi sầu riêng nướng rồi, trời ơi ghê. Trời mà để nó cho dẻo quá, nó dễ. Nè nè, qua đây. Ra ngoài luôn. Rinh cái đồ kia vô. Mình chỉ đó. Bu vô bà con ơi. Làm trước này cái đi, nghĩa đó bụng qua đây làm trước này đi. Đất đen lột đem bỏ vô trong này ngồi đàng hoàng. Tao cho mày ăn luôn nè, mày qua đây mày ăn cái đi. Ăn đi, còn quay không ăn nữa tao vô đi. Phải nào? Nè. Quất. Rồi chụp đi. Chụp sâu đi. Mày qua mày lấy mày quất luôn đi. Quất cái trái đó trước này, trái này đúng. Này đúng là lần đầu làm chuyện đó. Lần đầu làm chuyện ấy hả? Đúng luôn. Cắt đôi cắt ba luôn, có dao bự không? Bữa ra luôn. Có kéo. Đây, đóng nè. Này gắp này, quay này. Lấy hai miếng lá chuối, xé lá chuối rồi để vô banh thôi. Nghĩa quán vô sao mà giờ còn cho nghe nghĩa. Thôi con ra xuống. Xuống. Cắt sao lát lấy ra hỏi cái ngón tay tao đâu. Từ con dao kỳ vậy. Ồ, cái này chưa cháy rồi, cái này chưa cháy rồi. Thơm mùi riêng nướng. Thơm rồi đó mà chưa thành công lắm. Chắc trái này nè, chắc trái này được. Ý là trái này đem là ngoài nướng nữa phải không? Chứ trên này cũng chưa đâu, tôi thấy còn được không? Không, thơm rồi. Thơm, được. Thơm không? Đừng nói chưa. Ngon. Chưa tới lắm không? Ngon. Được, mày đừng nói chưa thơm, mày thử miếng nữa nghe. Nè, chắc kiểu chưa thơm nè. Ngon. Chưa thơm đúng không? Chưa vô làm miếng nữa hả? Sao riêng ngon. Mày ra làm miếng nữa. Đó giờ mới lần đầu tiên ăn luôn á. Cái này này ngon nè. Cái này. Thôi mùi kem sầu riêng. Đấy, ăn kem luôn. Y như ăn sầu riêng luôn ta. Vô cái dao vậy á. Sầu riêng nướng y như ăn sầu riêng luôn. Có cái rửa không? Sầu riêng cuốn á mới là cái rửa. Có cái rửa không? Bỡ ra luôn đi. Bỡ luôn. Sao bỡ? Sọt vô cái cuốn. Nứt theo mấy cái đường này. Để dao khác đi. Đúng rồi. Cái này chính đi hết. Cái muối sầu riêng ra là vô cổng rồi ăn chứ. Đây cũng chưa. Đây ra đường. Ăn nhậu mà kiểu như tụi quay chặt chết quá. Thì giờ nào thích món nào ăn món đó. Vô nè, hai ba, Phương, tụi bi. Vô. Vô luôn. Vô. Nè. Vô. Vô anh thấy sầu riêng chưa tới thành. Vô. Nó còn chưa mềm thả lên tiếp. Mình lựa cái trái nó hơi cứng. Thôi đem bỏ lên đó đi cùng. Để hoài thì hẳn cũng mềm mà, còn ở đây thì hẳn còn cái ngắn nè. Chết mẹ thì xe điện làm xe rồi. Bây giờ nó rồi. Mẹ nữa nè.
nghe Nam. Kết cái thì mình còn rảnh thì mình ăn nhậu ha. Rồi mình xin kết thúc video clip ở đây nha bạn. Món sầu riêng nướng ở đây nó cũng không có thành công lắm nhưng mà ăn cũng thơm, bùi bùi ngọt ngọt béo béo. 2, 3, vô. Thích luôn rồi, nhanh với tao. Rồi với các món cột ăn sầu riêng.